đá thích thiết nhất từ trước hôm nay các bạn em mình review các bạn xem rồi. Hôm nay là chiều 11 Tết và đây mưa đá này, cất cảnh đá rơi cho các bạn này. Ôi đá rơi rất là nhiều. Cất cảnh trận mưa đá các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn này. Hôm nay mà ra đường thì xe máy ô tô đi rơi vỡ kính. Mình đang về nhà ăn Tết thì vô tình lại bắt được cái trận mưa đá giữa buổi chiều ngày mùng 1 Tết, thì nhân tiện mình quay các bạn xem. Đá rơi ra như hạt ngô các bạn xem này, trắng xóa này. Ôi giời, rơi cả vào điện thoại rồi. Quay chơi đây xem. Trận mưa khủng khiếp quá. Đá rơi trắng như hạt ngô các bạn xem này, rất là khủng khiếp. Mình quay bầu trời các bạn xem này. Có lẽ đây trận mưa đá mà rất là lâu rồi mới được trận cảnh xem lại. Mình nhớ cách đây khoảng hơn 20 năm về trước mình cũng vô tình được xem mưa đá. Nhưng mà nó không nhiều này, đây là trận mưa đá, mình thấy mưa đá rất là to, hạt đá rất là nhiều, dày. Ở đây là một trận mưa đá rất là đã lâu rồi không xuất hiện, vào giữa ngày Tết và trời mưa đá rồi. Rớt đá đấy, lâu lắm mới có trận mưa đá như này, mưa đá vào đúng cái Tết. Rồi cơn mưa đá có lẽ là nó đã kết thúc ở đây, mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, chúc các bạn một năm mới tràn đầy sức khỏe và công danh sự nghiệp phát triển. Xin cảm ơn.